Chào mọi người, mình tên là Tiểu Mẫn. Mình vừa đậu visa du học Mỹ và mình có đăng ký làm hồ sơ ở công ty du học Tân Đại Dương. Thì hồ sơ của mình nói chung là nó khá là tốt, chỉ có cái việc là mình vướng là mình không có hai người thân. Nhưng mà thật sự là mình có người thân nên là lúc mà vô lãnh sự thì mình cũng có lo. Mình nghĩ là cái ưu điểm của mình là mình rất là hay cười. Dù có lo lắng thì mặt mình cũng hơi nghiêm trọng mà mặt mình sẽ cười trong mọi trường hợp luôn. Hồi mình đi thi IELTS cũng vậy, mình lo mình cũng cười. Nhưng mà mình thấy những cái bạn trước mình á, họ rớt khá là nhiều, rớt khoảng 5-6 người gì đó. Nhưng mà đa số họ vô rất là căng thẳng với lãnh sự, mặt kiểu như serious luôn. Ông lãnh sự thì ông nhìn xong rồi ông kiểu căng quá, ông cũng không dám cười lại. Làm hồ sơ ở trong kia thì mình thấy cái phần mà mình được nhiều nhất là cái phần mình học phỏng vấn. Các anh chị dạy phỏng vấn không chỉ dạy cho mình cái cách trả lời mà còn dạy cho mình cái phong thái nữa, giống như cái phong cách rồi cái cách mình nói chuyện thì sao, mình vô trọng mình phải ăn mặc như thế nào, rồi tóc tai mình phải để ra sao. Nói chung là tất cả đều chuẩn hết. Mình thấy mọi người nói rất là đúng. Mọi người nói là em vô thì mặt em phải tươi, em phải trang điểm ít nhạt này kia, chứ không phải là trang điểm đúng lứa tuổi đi học sinh của em, chứ em đừng có để mặt trắng bệch quá. Rồi quần áo thì em cứ mặc phong cách vào, miễn sao là đừng có quá phô, đừng có hở hang. Nói chung là mình mặc đúng cái lứa tuổi của mình, chứ mình không cần phải là nghiêm túc đóng thùng như mấy người đi làm, họ nhìn họ rất là chán. Rồi em thấy những cái đó đều đúng hết. Tại vì em thấy đa số những người mà vô mà ăn mặc mà đi phỏng vấn du học nha, thì lúc mà ăn mặc nghiêm trọng quá thì lãnh sự không có đánh giá cao, không có đánh giá cao với người đó, kiểu như họ nhìn họ không có cười, không có vui vẻ với người đó, kiểu như quá nghiêm túc. Rồi còn cái phần mà làm hồ sơ, chị Bích chuẩn bị cho mình rất là kỹ. Cái chị tư vấn của mình, chị tên Bích, chị sắp xếp hồ sơ cho mình luôn, sắp xếp từ cái quan trọng nhất tới cái ít quan trọng về sau, để lãnh sự mà mình có đưa ra một cái là lãnh sự nó thấy được liền. Những cái bạn khác đi phỏng vấn thì mình thấy cầm tới 3-4 tệp hồ sơ, còn chị Bích chỉ chuẩn bị cho mình đúng một cái vị hồ sơ thôi, mà chỉ làm rất là đầy đủ. Lãnh sự nhìn khen mình rất là kiểu như là ngăn nắp kiểu vậy, không có phải là rườm rà quá. Mình nghĩ cái đó cũng là một cái điểm mạnh. Nói chung là mình thấy công ty Tân Đại Dương làm việc rất là tốt và hỗ trợ cho các học sinh gần như là 90% luôn. Việc của bạn chỉ cần là học tốt thôi mà vô phỏng vấn tốt thôi. Lời khuyên của mình thì chỉ có một thôi, là mấy bạn hãy đừng có quá căng thẳng và nên cười. Còn một chút là mình muốn chúc mấy bạn ai cũng sẽ đậu visa hết, tự tin vào bản thân mình thì mình sẽ đậu.